U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nhẹ ký giải U23 Đông Nam Á 2023 là thăm may rủi đã đưa các nhà đương kim vô địch Việt Nam nằm bảng C cùng với hai đối thủ không được đánh giá cao ở U23 Đông Nam Á 2023. Ngày 29 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiến hành bốc thăm chia bảng giải U23 Đông Nam Á 2023. 10 đội bóng của Đông Nam Á, Singapore không dự giải, được chia vào 4 bảng, bảng A 4 đội, bảng B và C 3 đội. Lá thăm may rủi đã đưa các nhà đương kim vô địch Việt Nam nằm bảng C cùng với Philippines và Lào. Đây được xem là bảng đấu dễ thở đối với đoàn quân áo đỏ, giúp chúng ta rộng cửa vào vòng bán kết và có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Trong khi đó, chủ nhà đồng thời là đương kim Á quân Thái Lan nằm bảng A với Campuchia, Brunei và Myanmar. Bảng B gồm Timor-Leste, Malaysia và Indonesia. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết vào đá trận chung kết tranh vô địch, trong khi hai đội thua ở bán kết tranh hạng 3 ở lượt trận cuối. Mùa trước, U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa U21 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở chung kết để giành chức vô địch. Nhằm xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu quan trọng trong tương lai, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải với thành phần chủ lực là các cầu thủ thuộc lứa tuổi U20. Đây cũng là lứa cầu thủ sẽ thi đấu tại ASEAN 19 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9 tới. Lứa U20 Việt Nam hiện do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Đội bóng này từng thi đấu rất hay ở vòng chung kết U20 châu Á vừa qua với nhiều tài năng trẻ giàu tiềm năng.